Hôm nay đây quay mà lên Vinh thẻ số 4 mà gặp đoàn đi phát gạo từ thiện thiện nguyện ở Cần Đăng này các bạn. Tháp Tùng đi chung. Đây. Có anh này. Đây. Như chủ đoàn là chú Bảy, đó cao mão xanh đó. Đây. Tới từ từ đó, xe nhỏ đi, còn xe lớn đi phải bên dễ đi hơn nữa. Bên mặt lúc mới được. Đây chủ đoàn là có chú Bảy thẳng à. Đi của xe 16 chỗ đi vô được luôn đó. Như đi từ luôn đó. Đi từ luôn á. Có cầu đi luôn. Sáu. Đây có 16 nè. Thế vậy là đi thẳng lắm, đông lắm anh em đi hôm nay đi phát gạo thì đi phát chúng á. Trên Vinh thẻ số 4. Bắt lâu rồi. Các bạn theo nghe chắc này mình tới Chi Tôn mà tới cầu Cây Me rồi. Đây cầu Cây Me đây. Đi nè, nhiều hơn nữa. Xa dữ lắm. Chỗ ngã tư cầu Cây Me. Ông Lan nó đi trước rồi. Rồi các bạn theo mình xem nha. Đây mấy phần quà cho bà con Khmer người nghèo. Mấy bao thuốc thôi, còn hai bao thuốc vừa lại nghe. Phải đưa luôn. Đây phía trong này phát quà cho bà con nè. Đứng đi. Rồi có cái này đó, nó có cái mặt nhân là chị chứng bệnh ung thư. Bịch đường, hai muối, chai nước tương, bịch gạo. Ở dưới luôn, mì như mì. Một phần quà như mì. Mười gói mì. Vậy là một phần quà, một bịch gạo, mười gói mì, một bịch đường, bịch muối, bịch đường, chai nước tương, chai nước mắm nữa hả? Đừng có các vị dân.
cái gì nữa thì đó lát lên ngồi bên đó đi xong cái tên rồi ấy chú út á không biết tôi không một bọc nguyên gì ơi thế thì bà con mình nếu dẫn thuốc lên đây rồi cho mình sẽ dẫn quà à có cái ấy cái thiết mà là dẫn quà đó thì mình giúp như là được dẫn quà hôm nay là ngày 24 tháng 7 cũng có dài phát quà cho bà con ở đây có phát thuốc luôn nè đây cô bác phát là bộ đây phát quà cho bà con nè. Đây là đại diện là phiếu người nào có phiếu thì vô lãnh một phần quà. Một bao một bọc là một phần quà. Vậy đi.